À, rồi em bước vào tập viện rồi. Lúc này chỉ khoảng 5 rưỡi chiều thôi, nhưng mà trời do ảnh hưởng của mưa nên khá tối. Đây là Bùi Tiến Dũng, người sắp đón đứa con thứ hai. Ngoài đội tuyển Việt Nam có bước bài khởi động, đó là các cầu thủ chạy đổ chỗ cho nhau. Đình Trọng, hôm nay chúng ta sẽ đến với video của các hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Đình Trọng và Duy Mạnh là những người mới trở lại đội tuyển sau 25 vòng bóng vì chấn thương. Trọng Ỉm và Duy Mạnh đang rất quyết tâm trong đợt tập trung lần này. Đây là Văn Thanh. Trong đợt tập trung lần này thì Trọng Hoàng đang dính phải một chấn thương nên rất có thể Văn Thanh sẽ là sự lựa chọn chính trong hành lang cánh phải của huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Thanh cũng đang chơi rất tốt tại Hoàng Anh Gia Lai khi cùng đội bóng này đang đứng đầu bảng xếp hạng. Xa xa đó là Quế Hồng Hải, đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Quế Hồng Hải sẽ là một trong những người không thể thay thế trong hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch vòng loại World Cup lần này. Sau khi khởi động từ rất lâu rồi, Xuân Trường mới phát hiện ra rằng anh và Bùi Tiến Dũng đang thiếu một quả bóng. Và cả hai. Các cầu thủ đang có đến vừa tập với bóng và họ chuyền bóng và đổi chỗ cho nhau. Bùi Tiến Dũng đổi chỗ cho Hoàng Đức và phía bên này Đức Huy và Xuân Trường sẽ đổi chỗ cho nhau. Tiếp tục là những bài chuyền bóng cho nhau và gọi tên nhau để liên lạc trong các tình huống chuyền bóng.